đến nay thì chúng ta phải khẳng định là trên 28% đất của chúng ta được chuyển đổi sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, được nhân dân đồng tình và tích cực tổ chức thực hiện, và khẳng định đó là bước đi đúng đắn của nông nghiệp Hưng Yên. Và chúng ta bây giờ phải khẳng định là cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là con đường tất yếu của nông nghiệp Hưng Yên chúng ta đi lên. Tỉnh đã ban hành một cái kế hoạch 93A, chỉ thị 02, chỉ thị 08 về vấn đề tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi. Thì chúng ta buông lỏng quản lý để cho nhân dân là một bộ phận, một phần nhỏ là vượt lập, xây dựng trái phép. Rồi thậm chí báo cáo ông chí là gần đây nhất là nhiều xã phản ánh, cử tri phản ánh với tôi là gì? Những ao hồ ở trong làng là nơi chôn giải nước để phục vụ phòng chống úng, rồi điều hòa môi trường, nhưng mà cũng bị lãnh đạo xã, rồi một bộ phận ở thôn nữa, khoán cho người nuôi cá, và đã khoán nuôi cá thì không cho nước thải ở ao hồ, ở trong khu dân cư chảy vào nữa, dẫn tới là cứ động mưa cái là ngập cả làng, tiềm ẩn an ninh trật tự rồi môi trường. Cho nên là đã có nhiều văn bản chỉ đạo là yêu cầu phải giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, và trách nhiệm này là thuộc về xã, về huyện. Trong 6 tháng qua thì chúng ta thực hiện nghiêm túc cái nghị quyết của chính phủ, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh. Thì xin báo cáo đồng chí là trong 6 tháng qua thì chúng ta đã tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cái môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Trong 6 tháng qua chúng ta đã thu hút được 60 dự án đầu tư mới với tổng đăng ký khoảng 300 triệu đô la, và cũng có 25 dự án đi vào hoạt động, rồi 630 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới hưởng ứng chỉ đạo của chính phủ là phong trào khởi nghiệp và sáng tạo. Công tác về tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ chúng ta được đẩy mạnh, nhất là vấn đề quản lý đất đai thì đã được tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm khi các cơ quan chức năng phát hiện, không có vùng cấm. Thì xin báo cáo chí vậy, tinh thần trong 6 tháng qua như vậy, có nhiều vụ việc được cơ quan chức năng khởi tố rồi là thanh tra kiểm tra rồi cấp giấy nhận. Xin báo cáo chí là từ tháng 7 giờ trở đi, Chủ tịch Ban tỉnh đã chỉ đạo là toàn bộ hệ thống ngành tài nguyên môi trường, nhất là văn phòng đăng ký và phòng tài nguyên môi trường huyện, phải có kế hoạch xuống từng thôn, từng xã để hướng dẫn bà con lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy nhận quyền đất, và khi lên huyện duyệt, cấp rồi, ký rồi thì phải xuống cấp cho bà con, chứ không để bà con lên xã, lên huyện như hiện nay. Về hoạt động văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, thì 6 tháng qua chúng ta đã đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo, như tinh gọn bộ máy, rồi sát nhập các trường, rồi tạo điều kiện để xét tuyển viên chức vào các trường, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Vì cái này thì cử tri cũng kiến nghị nhiều, các đồng chí lãnh đạo các huyện cũng kiến nghị nhiều, nhưng mà cũng các đồng chí phải là chia sẻ. Vì bây giờ quản lý cán bộ công chức viên chức chỉ tiêu là Bộ Chính trị xem xét, và tinh thần là không được tăng. Cho nên là mặc dù chúng ta hiện nay là học sinh thì tăng, số trường thì tăng, số lớp thì tăng, nhưng giáo viên không tăng, cho nên rõ ràng là đang có bất cập, và Trung ương đã biết điều đó và đang yêu cầu các tỉnh tổng hợp, và tới đây sẽ xem xét khi nào Trung ương mà giao bổ sung biên chế cho đội ngũ giáo viên thì chúng tôi sẽ kịp thời phân bổ, báo cáo hội đồng để phân bổ cho các địa phương. Về công tác cải cách hành chính, tới đây chúng ta sẽ tiếp tục triển khai cái vấn đề họp trực tuyến. Những nội dung nào liên quan đến xã, đến huyện là tôi đề nghị các sở ngành tới đây cũng như các ngành đoàn thể, chúng ta phải tổ chức họp trực tuyến để giảm chi phí thời gian, rồi chi phí về tiền của, và nó nâng cao cái hiệu quả của hội nghị.